Anh tên gì? Vinh. Vinh hả? Vinh. Em tên là Peter. Ok. Em là sinh gia bên Úc ha. Giờ đây là bộ bài ha. Giờ em thử một trò này vui lắm nha ha. Bây giờ anh cái nhắc nhớ của anh hay không? Tốt không? Rồi. Cũng tốt ha. Ok, để thử này đi. Bây giờ em làm cái này là mình sẽ đổi hai lá đen qua lá đỏ mà anh này không biết. Ok. Giờ cầm tay anh vậy. Bắt chuồng. Giờ anh cầm úp xuống, không được dồn nha, cầm nó, cầm vậy luôn á. Đúng. Bây giờ phải chuồng không? Ách chuồng phải không? Rồi, ách chuồng. Có hồi nãy giờ có đổi gì không? Không. Đâu có đổi. Phải không? Nhất định không rồi. Mà coi kỹ nè, bây giờ đổi nè. Anh cứ tin đổi không? Khoan hãy lật qua, có tin không? Không. Không tin nổi phải không? Tại mình đâu có đụng tới đâu, đúng anh rồi. Đang cầm nữa mà. Đúng rồi. Đã đổi rồi đó, lật qua đi. Giỡn. Ok, không sao, không sao. Giờ anh em giờ anh cầm anh giờ anh cầm gì? Rồi. Chuồng phải không? Rồi. Giờ ở đây là ách bích. Rồi. Vì anh chỉ nhớ chuồng đâu thôi. Nếu mà anh chọn ngay chuồng là anh trúng, anh chọn ngay bích là anh thua ha. Thì cầm gì? Chọn thành trong đầu mình thôi đúng không? Không không, giống như bây giờ em sẽ đổi qua đổi lại. Rồi. Mà anh chỉ cần nhớ thôi bây giờ. Rồi. Ok, cầm một tay đó ha. Rồi. Cầm nó đó, gì đó. Rồi. Rồi bây giờ anh đổi em đổi chậm nè. Đó. Đó là chậm. Thầy cầm siết chút xíu rồi. Rồi. Bây giờ một lần nữa nha. Giờ chuồng đang nằm đây nè. Rồi. Làm lẹ này nha. Rồi. 1 2 Rồi. 3. Khoan, khoan hả coi, khoan hả coi. Chuồng nằm đây hay là chuồng nằm đây? Chuồng nằm dưới. Ở dưới phải không? Rồi. Đâu có đổi gì đâu phải không? Rồi. Nè. Dính chắc lắm mà phải không? À, đúng rồi. Sao vượt vậy? Ồ, hay quá. Rồi, thank you, thank you. Đây là cụm chỉ. Ha. Đó. Mấy đứa nhỏ đừng có làm này nha, nguy hiểm lắm nha. Rồi nhớ lời chú dặn nha. Cầm này đi. Bây giờ mình sẽ dùng nguyên các bạn phụ cái này ha. Bây giờ đây là bộ bài 52 lá. Bây giờ bắt đầu với anh đi. 52 lá là phân nửa đỏ, phân nửa đen. Bây giờ anh muốn đỏ hay đen? Đỏ ha. Ok, vậy qua bên anh. Bây giờ trong đỏ thì mình có cơ với rô. Bây giờ anh muốn cơ hay rô? Cơ. Cơ đi ha. Bây giờ qua anh. Bây giờ đỏ, cơ. Bây giờ anh chọn số chẵn ha, số lẻ. Số lẻ. Số lẻ là vậy là ách 3 5 7 9 bòi già ha. Bây giờ mình chia cái đó phân nửa đi bây giờ. Bên tay này á thì ách 3 5 7 thì bên đây là 9 bòi già. Anh đi. Anh muốn phía nào? Phía dưới hay phía trên? Phía trên. Đi. Phía trên đi vậy là 9 bòi già ha. Giờ cuối cùng anh. Hồi nãy giờ là đỏ, cơ, lẻ, phía trên vậy là chín bòi già.
trong ba lá đó anh muốn lá nào? Lá già. Già cơ phải không? Già cơ. Nãy giờ cầm bộ bài phải không? Đâu có, anh đâu có đụng gì đâu phải không? Trong bộ bài á, nó có một lá nó hơi khác. Nguyên bộ á, thì đang mình thấy mặt bộ mấy lá bài mình thấy nguyên mặt của lá bài hết. Mà có một lá nó đang úp xuống. Đây nè. Một lá úp xuống, nguyên trong nguyên bộ bài một lá, coi coi. Dạ cơ. Không biết nữa. Mấy anh có tin là dạ cơ không ạ? Không tin. Mà mình chưa gặp nhau mà phải không? Để lấy một lời. Ok, vậy chọn một lá trước đi. Lấy lửa luôn, lá nào? Lấy ra luôn. Giờ em ký lên trước. Đó, anh cầm. Ký bữa nay máy tay ghi xuống luôn. Vậy đi mình ghi nhà hát thành phố vào đi. Để cho biết ở đây là nhà hát thành phố luôn. Rồi. Rồi, được rồi. Được rồi. Cảm ơn anh rất nhiều. Bây giờ đây, chỉ máy luôn cho hả? Dạ, trường ha. Rồi, ok, giờ anh thuận tay phải tay trái. Tay phải để tay phải ra ha. Tay trái để lên đây. Giờ chuồng ha, giờ để lên tay. Giờ anh đè xuống rồi. Giờ nhớ lá kế nữa nè ha, lá này nhớ liền nha. Coi kỹ nha, 10 bít đi ha. Giờ coi kỹ nha. Đó, khoan, đừng nhúc nhích. Rồi, kỷ niệm luôn. Kỷ niệm anh đá bài này. Ủa mà là, trời ơi, bộ khác dữ lắm rồi. Sao mà anh uống cái gì một hơi mà hết trơn rồi? Em còn đang uống mà anh Peter này xấu à. Người ta nhìn vô kỳ lắm. Chắc phải kêu thêm nữa. Kêu nữa hả? Anh ơi. Thôi khỏi đi em. Sao vậy anh? Kêu ly nữa đi. Không, để anh thử này thôi. Hẹn gặp lại các bạn thứ bảy tuần sau trên kênh HTV2. Giờ cái này hơi khó, cho em ba câu hỏi đi. Chị muốn quay chiều nào cũng được hết ha. Chị không quấn tay vậy. Lên màn. Hay quá anh. 3, 2, 1. Ở các quận huyện khác rồi thành phố ha, về đây nè, bắt đầu trồng cây rồi xây dựng mấy đường như ngày hôm nay đó. Mà anh biết không,
Để em nhớ coi, vào khoảng năm 1983 đó thì bắt đầu là họ mới đưa công viên Đầm Sen này vào hoạt động. Rồi bắt đầu mới là trùng tu thêm nè, làm những cái khu công viên trò chơi nè, rồi làm thêm khu ăn uống cho các gia đình họ tụ họp về đây vào mỗi ngày cuối tuần đó. Vậy bây giờ bữa nay mình bắt đầu chỗ nào? Anh đâu biết đi đâu. À, nhưng mà em biết, để em dẫn anh đi. Đi đi đâu? Bây giờ mình đi qua bên này đi. Ok. Để mình tham quan. Ok, đi đi. Coi kỹ, tới đây. Lên lưỡi găng coi nè ha. Đây là bộ bài, em có biết bộ bài không? Ok, đây là ad nè ha, nó để đúng số của nó là ad 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bòi đầm già luôn ha. Từ bích, qua row, qua chuồng, qua cơ luôn ha. Hai lá cuối là hai quảng cáo rồi gì đó. Bây giờ Long, em có quyền chọn một lá ha. Bây giờ anh sẽ bài ra như vậy. Chừng nào mà em thích lá nào em chỉ ngay lá đó nha ha. Anh đi chậm chậm. Lá nào cũng được hết. Dạ rô. Muốn đổi mà muốn lấy lá đó. Lấy lá đó ha. Ok. Giờ là để lấy lá đó ra ha. Dạ rô. Bảo anh, em cầm đó. Cầm vậy ha. Bây giờ ở sau bộ bài của anh á, có thằng bạn, tên ảnh là Sticky. Hello Sticky đi. Hello Long. Thấy không, nó trả lời luôn kìa. Bây giờ Sticky á, thằng bạn của anh á, ảnh là cũng ảo thực gia. Cái nón của ảnh ảo thực gia. À, đứng trên sân khấu là hát biểu diễn cho Long nè ha. Giờ Sticky coi cái lá đó lá gì. Dạ rô ha, coi kỹ nha. Giờ ảnh sẽ biểu diễn nè ha. Đây nè, ảnh cởi nón ra, để tay vô nón, rút ra một lá.